Huyện Trảng Bom hiện có 23 đảng bộ và 44 chi bộ cơ sở với tổng số gần 5.900 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội thi bí thư cấp ủy cơ sở giỏi năm 2023. Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Trảng Bom. Hội thi có 58 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở tham gia 3 phần thi gồm trắc nghiệm, thuyết trình và xử lý tình huống. Các phần thi tập trung vào những nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi đảng bộ. Các thí sinh đã thực hiện tốt các phần thi, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.